sit by myself talking to the Xin chào các bạn, chúng mình là tập thể lớp 10/3, trường Trung học Phổ thông Liên Chiểu, nơi tụi mình đang bước những bước chân đầu tiên của tháng ngày tuổi trẻ. Giả như có một chuyến tàu, thời gian đưa ta trở lại quá khứ. Có bao giờ bạn khẽ thốt lên, tôi mua một vé về tuổi thơ, chúng mình không có lời vé ấy mà cũng chẳng tìm thấy chuyến tàu ấy. Ở đây, chúng mình có một cuốn sách, chính là một nhịp cầu đưa bạn quay lại tuổi thơ. Đó là cuốn sách cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Nguyễn Nhật Ánh chắc hẳn là một tác giả không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Ông sinh ngày 7 tháng 5 năm 1955, là một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Năm 2008, ông cho ra đời tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, được báo Người Lao động bình chọn là tác phẩm hay nhất năm 2008. Cuốn sách gồm 208 trang, khổ giấy 13x20cm và được xuất bản bởi nhà xuất bản Trẻ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ giành được giải thưởng ở hạng mục bestseller sách bán chạy nhất năm 2018 và giải thưởng văn học ASEAN 2010 bởi tính nhân văn cũng như tính hấp dẫn của sách đem lại cho độc giả. Đọc tác phẩm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mời người đọc lên chuyến tàu quay ngược trở lại về tuổi thơ, ngắm nhìn tình bạn dễ thương và cùng những trò nghịch ngợm của thằng câu mùi, hải cò, con tụng và tế súng. Với dòng văn trong vắt và dí dỏm, Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình, trở về cái thời còn là cậu bé 8 tuổi, mang đến cho người đọc một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đầy ắp tiếng cười. Nhưng lòng vào những tháng ngày hồn nhiên đó lại là những trăn trở của người lớn. Cái sân ga 8 tuổi của nhân vật tôi, thằng cô Mùi, như là một điểm tựa ký ức của tác giả, thả vào đó những triết lý, những suy ngẫm về cuộc đời. Câu chuyện bắt đầu bằng việc nhận định cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt của cậu bé 8 tuổi cô Mùi. Cậu than rằng mỗi ngày của cậu đều là sự lặp lại quen thuộc của một sự vật xung quanh mình, chẳng còn điều gì mới mẻ để cậu chờ đợi. Và cùng với đó là rất nhiều việc cô Mùi không thích, như phải làm rất nhiều việc mình không thích theo ý mẹ, như phải đi học trong khi mình còn muốn ngủ, hoặc phải ăn những món mình chả hợp khẩu vị tí nào. Rồi tiếp đó là tất tần tật những bất công của thế giới này mà một cậu bé 8 tuổi phải chịu đựng. Khi trên lớp, cậu cũng như bao đứa trẻ khác, sợ phải lên bàn trả bài và chỉ thích vui đùa cùng bạn bè, đá bóng, bắn bi, rượt đuổi hay vật lộn, những trò chơi phổ biến vào mỗi giờ ra chơi, cho đến khi không đứa nào còn ra hình thù của một học sinh ngoan ngoãn nữa mới thôi. Tức là lúc kiểu tay đã chảy xước, mắt đã bầm tím, chân đi cài nhắc và quần áo thì trông còn tệ hơn cả mới dậy lau nhà. Và cô Mùi thường đối diện với những sự răn đe của ba mẹ mỗi khi về nhà trong bộ dạng như mới rời khỏi cuộc chiến nào đó của mình. Đó dường như là một ngày bình thường của cậu, một trò chơi mà cậu và đám bạn hay chơi nữa là trò chơi gia đình. Khi vào vai ba mẹ, cậu thường hành hạ đứa bạn khác đóng giả con trai mình, phải làm này làm kia, làm những điều mà cậu hằng mong ba mẹ sẽ bắt mình làm, thay vì suốt ngày phải học hành và làm những điều ba mẹ cho là tốt. Cùng với đó là những ý kiến điên rồ về việc không tiếp tục tin vào bạn cửu chương hay việc đặt tên khác cho những thứ xung quanh mình. Nhưng rồi những bài học sâu sắc, cả đám đã quyết định phải tin vào những điều đã được định sẵn hàng ngàn năm qua. Rồi cứ thế cả nhóm cô Mùi tiếp tục trải qua những trận đòn, những lời răn đe của người lớn do những việc làm ngô nghê, học theo của một đứa trẻ. Mọi người dần lớn lên, và khi biết được rằng cô Mùi của ngày nào sẽ kể về câu chuyện của cả bọn khi còn nhỏ. Tất nhiên, ngoài cô Mùi đang kể chuyện cho chúng ta nghe, thì ông giám đốc hải cò, hiệu trưởng Tụng đều rất giật mình khi biết được người bạn thơ ấu của mình sẽ kể ra tất tần tật những gì còn nhỏ ấy của cả bọn. Tôi cho rằng đây là một trong những đoạn hay nhất của tác phẩm này. Nó cho chúng ta thấy được rằng người lớn luôn phức tạp hóa mọi chuyện nhiều hơn là những đứa trẻ. Tất nhiên, bạn sẽ muốn dạy con cái hay thế hệ sau này rằng không nên nghịch ngợm, phải luôn biết vâng lời phụ huynh. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng thừa nhận việc trước đây mình cũng từng như thế, đã từng làm khác đi những gì mình đang dạy con cái phải hướng đến. Mà cũng chẳng sao cả.
Dẫu cho chúng ta từng nghịch ngợm đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đều trưởng thành lên, thấu hiểu những điều hay lẽ phải. Đó là lý do mỗi người chúng ta đều cảm thấy vui vẻ với những ký ức của tuổi thơ đã trải qua mỗi khi nghĩ về nó. Vì thế mà bắt đầu đọc cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, đồng nghĩa với việc bạn đã lên một chuyến xe, chuyến hành trình là tìm về tuổi thơ. Qua những trang sách, chuyến xe ấy sẽ bắt đầu đưa bạn lên lồi trong những hồi ức, trở về ngày xưa. Bạn sẽ bắt gặp lại chính mình khi còn là một đứa trẻ. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ chính là một tấm vé lên chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai có ước muốn quay trở lại thời non dài của mình. Cuốn sách như một cuốn hồi ký, đáng yêu vì những trò chơi, những suy tư rất ngây thơ của con nít, của không riêng tác giả, mà những ai đọc cuốn sách đều sẽ ít nhất một lần bắt gặp mình của ngày xưa trong đó, đang xen vào những câu chuyện rối rất con nít. Đó là những chiêm nghiệm về cuộc sống của tác giả. Cách viết của bác Nguyễn Nhật Ánh rất thú vị. Nó cưỡi lời của người đọc một cách kỳ lạ, làm cho bạn đọc cảm thấy thật sự thoải mái và bình yên sau mỗi giờ làm việc, học tập căng thẳng. Tiếng cười lẫn nước mắt đều đồng lại trong tâm hồn người đọc một cách hòa quyện sau khi đọc xong tác phẩm này. Ai cũng đã đi qua rồi một thời hồn nhiên, chẳng biết hãm hại người khác là gì. Một thời vô tư với bao ước mơ ngây thơ. Quyển sách này chính là chiếc vé đưa bạn đọc về lại với tuổi thơ của mình, về với thời tự tung tự tác, thời mà bạn cảm thấy thế giới này vui vẻ bao nhiêu. Cuốn sách cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là cánh cửa mở ra cả một tuổi thơ mà mỗi người đã đi qua. Ai cũng mong ước được mãi là một đứa trẻ hồn nhiên mà chẳng phải lo nghĩ như người lớn. Nếu có tấm vé hành trình về lại tuổi thơ, chắc chắn tôi và bạn cũng xin đi nhờ một chuyến để về lại những tháng ngày khó quên. Để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn.